Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt em đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt màu đen. Trong video này thì em sẽ cập nhật chính sách giá của Accent phiên bản số tự động cho anh chị thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 2023. Thì Accent có hai phiên bản. Đây là phiên bản số tự động bản đặc biệt. Thì những cái điểm khác nhau giữa hai phiên bản này thì em xin phép nói qua. Đó là anh chị có thể nhìn thấy phần la răng, thì phiên bản đặc biệt này bên em thì được trang bị la răng 16 inch, lớn hơn 1 inch so với phiên bản tiêu chuẩn. Và cái khác biệt thứ hai đó là cửa sổ trời, và bản tiêu chuẩn thì không có. Khác biệt thứ ba đó là hệ thống điều hòa tự động. Thì đây là phiên bản đặc biệt thì được trang bị hệ thống điều hòa tự động, còn tiêu chuẩn thì được trang bị hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Và hệ thống ghế da, như anh chị thấy đây là ghế da có hai tông màu là màu đen và màu kem, rất là phù hợp với cả màu nội thất của xe. Còn ghế nỉ thì là cũng được trang bị hai tông màu này. Điều tiếp theo đến cái công nghệ nữa, đó là công nghệ ga tự động cruise control. Đó thì bản đặc biệt bên em được trang bị, và cái công nghệ gương chiếu bên trong chống chói tự động là cũng là ưu điểm của phiên bản đặc biệt. Và thêm một cái nữa đó là cái hệ thống túi khí, thì phiên bản đặc biệt là có 6 túi khí và phiên bản tiêu chuẩn thì bên em chỉ có 2 túi khí thôi. Và giá hiện tại thì chiếc phiên bản đặc biệt này bên em đang bán với giá nó là 510 triệu. So với giá niêm yết là 545 triệu thì hiện tại xe được giảm 35 triệu tiền mặt. Và phiên bản tiêu chuẩn với giá niêm yết là 505 triệu thì hiện tại bên em đang bán với giá là khoảng 473 triệu. Thì giảm đâu đó khoảng 32 đến 33 triệu tiền mặt. Giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh cho phiên bản đặc biệt này thì rơi vào khoảng 570 triệu và phiên bản tiêu chuẩn thì nó rơi vào khoảng nên chị cho em tính một chút. Phiên bản tiêu chuẩn thì khoảng 530 triệu. Và những cái phụ kiện tặng kèm thì bên em có phim kích nhiệt ở New Sun của Mỹ bảo hành 10 năm này, rồi thì trải sàn da và bọc vô lăng da cho quý anh chị. Những cái ưu điểm của Accent có thể kể đến như là thiết kế bên ngoài cá tính, rồi thì thể thao, thiết kế đẹp hơn, và có cái cửa khung gầm thân vỏ rất là dày dặn, cửa đóng rất là chắc, nên anh chị có thể thấy cái cảm nhận của việc đóng cửa. Và đặc biệt là đèn ngủ từ xa thì được trang bị cho cả hai phiên bản số tự động, cũng như là công nghệ đèn tự động, rồi thì gạt mưa tự động, rồi thì công nghệ nhớ hỗ trợ mở cốp thông minh đó. Về phần đầu xe thì chúng ta sẽ có những cái công nghệ nổi bật như là hệ thống đèn chiếu góc, cái này hỗ trợ khách hàng khi mà mình vào cua góc hẹp đó, thì cái đèn này nó sẽ sáng lên, thì giúp khách hàng sẽ có những cái ánh sáng trong cái góc tay lái hẹp, giúp cho anh chị đánh lái được dễ dàng hơn. Và đặc biệt thì trên cửa gió điều hòa hàng ghế sau thì cũng được trang bị cho phiên bản Accent bản số sàn bản đủ và số tự động, đó cũng là ưu điểm của Accent. Thì những cái công nghệ như vậy thì nó hoàn toàn vượt trội trong phân khúc xe hạng B. Và hiện tại bên em có hỗ trợ chính sách trả góp cho khách hàng, đó là trả góp tới 80% giá trị xe. Và cái mức lãi suất thì rơi khoảng 0,85 đến 0,9% một tháng. Và thời gian vay tối đa cho quý anh chị đó là rơi khoảng 8 năm. Thì với cái giá lăn bánh của Accent thì anh chị chỉ cần đâu đó khoảng 160 triệu là đã có thể lăn bánh được Hyundai Accent rồi. Đó, mọi thông tin chi tiết về chiếc xe này, mà em bổ sung thêm là xe bên em được bảo hành 5 năm anh chị nhé, 5 năm hoặc 10 vạn km. Cho nên về độ bền của xe Hyundai thì anh chị không cần phải bận tâm quá nhiều đâu. Vâng, thì em xin phép kết thúc video tại đây. Thì anh chị cho em xin một like, một subscribe để em có thể hoàn thiện video tốt hơn, và góp ý dưới phần bình luận. Anh chị mua xe xin thẻ số điện thoại. Em cảm ơn anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.